tình hình là hôm bữa mình có đăng một cái clip, đó chính là mình nói là mình bị ban ID các bạn. Thì thật sự là mình đã ban thiệt nha bạn, bị ban ID thiệt rồi. Đó chính là nó để cái lỗi là đã xảy ra sự cố, vui lòng đăng nhập lại đó bạn. Đó thì mình không thể nào mình đăng nhập lại được nha. Nhưng mà trên kênh mình có khá là nhiều bạn bình luận kiểu là chỉ mình vô các bạn. Nhưng mà thật sự là không phải, cái này không phải là do điện thoại mình đăng nhập không được hay là do mình không biết cách vô đâu. Tại là do nó bị lỗi nha bạn, nó bị kiểu giống như là bị ban ID rồi hay sao ấy. Tại vì sao bạn? Tại vì không phải là mình có một cái điện thoại đâu, mình có tới hai điện thoại nha. Nhưng mà một cái thì mình cũng tải ứng dụng đó, ứng dụng hai cái tải ứng dụng một thứ một luôn á. Nhưng mà một cái thì mình có thể vô được nha, còn một cái thì mình không thể nào mình vô được các bạn. Đó, nó căng ở chỗ đó các bạn. Cho nên là hiện tại là bây giờ mình đã bị ban ID thật rồi, chứ không phải là đùa đâu nha. Mình không thể nào mà mình vô được luôn. Mặc dù tài khoản và mật khẩu mình đang bị đúng các bạn, nhưng mà nó cứ để xảy ra lỗi gì đó. Thì không biết là sau khi mà nó hết bị lỗi này, hiểu Golog cho là bình thường á, thì không biết là mình có đăng nhập được không, thì mình cũng chưa biết nữa bạn ơi. Nhưng mà hiện tại là mình phát ID á, mình xài phần mềm là VPN á, thì mình đã bị ban ID rồi nha bạn ơi. Ban ID một cái ạc rồi đấy. Nói chung là mình đăng mấy video này là chủ yếu là mình muốn giúp đỡ mấy bạn, kiểu là mấy bạn nào có ạc xịn, mấy bạn sợ mất thì các bạn nên ngừng cho một khoảng thời gian đi. Không phải cái này, không phải là cái gì, mình chủ yếu là mình khuyên các bạn, mình giúp đỡ các bạn vậy thôi. Chứ thật sự là ạc của bạn mất thì cũng liên quan tới mình đó, đúng không? Cái này là tại vì á, mình đã bị rồi, cho nên mình muốn đăng là mình cảnh báo bạn nào á mà đang chơi thì hãy cẩn thận nha. Còn mấy bạn mà cảm thấy mà mấy bạn chơi được, mấy bạn bình thường thì mấy bạn cứ việc chơi đi, không sao đâu. Thì thật sự là mình tới ba cái ạc lận, nhưng mà kiểu mình chơi máy tính thì mình không cần phát ID nha, cho nên là không có vấn đề gì rồi. Còn trên điện thoại thì mình chơi hai cái ạc khác các bạn, đó thì nó mới là một cái vấn đề đó. Hai mấy cái ạc trên điện thoại mình phát ID thì mình bị một cái rồi, hai cái mà bị một cái, nói chung là cũng không sao các bạn. Nói chung mà mấy bạn có nhiều ạc giống mình như nào thì mấy bạn cũng có thể chơi nha. Thì cái ạc chính của mình á, mình đâu có dám mà đăng nhập khơi khơi phát ID đó bạn, mình chỉ đăng nhập trên máy tính nè, xong rồi mình kiểu mình có link server VIP á, cho nên là mình vô bằng link server VIP thôi, cho nên là nó không cần phải phát ID các bạn. Mình xài ID Việt Nam vẫn chơi bình thường, không có bị sao cho nha. Nói chung là tôi sẽ cố gắng để mà tìm cách để đăng nhập cái ạc mà tôi bị lỗi đó các bạn. Đó, kiểu giống bị ban đó. Sẽ cố gắng đăng nhập nha. Khi nào đăng nhập được tôi sẽ lên một cái video và tôi nói cho bạn biết. Nhưng mà thực sự là hiện tại tôi không cách nào đăng nhập được trơn nè, bởi vì nó mới căng các bạn. Làm đủ kiểu luôn, đủ kiểu như mấy bạn comment chỉ luôn đó. Là kiểu bật phát ID xong không? Vô game xong rồi tắt rồi các kiểu luôn, nhưng mà không được luôn các bạn. Đó. Bấm vô đăng nhập là nó để xảy ra lỗi, vui lòng đăng nhập lại sao hoài vậy đó các bạn. Không cách nào làm được đâu nha, chứ không phải là tôi chưa làm thử đâu, tôi làm đủ mọi cách luôn rồi. Thì nếu như mà do tôi không biết đi thì tôi sẽ không có thể nào đăng nhập được cái nào luôn. Nhưng mà hai cái điện thoại là một cái ạc kia thì tôi đăng nhập được bình thường nha bạn, còn một cái ạc bị ban ID là đăng nhập không được luôn đó. Cái đó là mới bị căng, cái đó là do nó bị ban đó, chứ không phải là do cái điện thoại hoặc là do tôi không biết cách đăng nhập đâu. Tại vì tôi có mấy cái điện thoại lẫn chứ không phải là một cái đâu các bạn. Nếu như mà không biết đăng nhập thì sẽ không đăng nhập được cái nào, chứ tự nhiên đăng nhập được cái kia được, còn cái này không được đúng không? Đó, cho nên là mấy bạn đang phát ID thì bạn cân nhắc lại chút xíu đi. Trời ơi, mình nghĩ là Golog cũng sắp khắc phục rồi các bạn. Một là khắc phục, hai là bán cái game cho Vinagame gì đó, mình thấy người ta đăng quá trời đó bạn. Đó, nhưng mà mình không biết làm sao nha. Thì mình nghĩ là trong khoảng thời gian tầm tuần nó sẽ nó cũng sẽ trở lại bình thường đó bạn, chứ không lẽ là bị hoài luôn đúng không? Không lẽ là sập luôn đúng không? Mình nghĩ là không có sập luôn đâu. Mình nghĩ là kiểu gì á, một là nó sẽ fix được nè, hai á là nó sẽ bán bản quyền cho Việt Nam, là mình cũng chỉ chơi bình thường thôi. Chứ mấy bạn đừng có nóng vội mà chơi kiểu này á. Giờ mấy bạn vô mấy bạn phát ID các bạn chơi á thì nhiều khi nó bị khóa ạc cái mất công nha. Tại vì mình đã bị rồi chứ không phải là mình chưa bị, nên mấy bạn cứ tin mình đi, mình không có nói dốc các bạn làm cái gì đâu. Tại vì mình đã là con chuột bạch, mình đã test thử mình đã bị dính một cái ạc kia không đăng nhập được rồi á, cho nên là mình mới khuyên các bạn vậy đó. Còn các bạn muốn chơi thì cũng tùy các bạn thôi, nói chung là mình khuyên vậy thôi. Mấy bạn biết là kênh mình ở đó giờ cũng là làm những cái mà hướng dẫn bổ ích thôi, chứ mình đâu có làm cái gì mà câu like các kiểu đúng không? Cái này là mình bị cho nên mình mới đăng lên mình cảnh báo bạn thôi. Còn mấy bạn thích chơi thì mấy bạn cứ chơi bình thường, nó không có gì đâu nha. Còn mấy bạn thấy là tại sao mình cứ lên video nào mình cũng ở trong đây mình cài điểm ép hết trơn không? Đó là tại vì update sắp tới rồi các bạn ơi. Đó, update và Lockfoot sắp tới rồi nha, cho nên là mình phải cố gắng mình cài điểm ép các bạn. Mấy bạn biết giờ này mình mới có mười mấy ngàn điểm ép thôi, cho nên là mình phải cố gắng mình cài nha. Chắc chắn với các bạn luôn là sau khi update mới thì sẽ có rất là nhiều thứ để mà chúng ta tốn cái điểm ép đó. Đó, thì Belly thì tốn một phần rồi, Belly chắc chắn sẽ tốn rồi, nhưng mà mình nghĩ là khoảng 10 triệu trở lại là ok, Belly không cần nhiều đâu. Còn điểm ép các bạn kiếm được khoảng là ít nhất là phải 30-40 ngàn điểm ép các bạn đó. Tầm nói chung là nếu như các bạn nào rảnh nên cài khoảng 50 ngàn điểm ép đi thì mới ok nha, chứ mà ít quá là không ổn đâu. Tại vì update lần này mình nghĩ là sẽ rất là lớn các bạn, nó dành thời gian khá là nhiều cho update này nha. Mình thấy là đâu mấy tháng nay là đâu có update đâu đúng không? Đó, đâu 4-5 tháng gì đó, 5 tháng gì chứ nữa đúng không? Là không có update luôn đó bạn. Cho nên là nếu như có update á, thì sẽ là có thay đổi rất là lớn đó bạn. Cho nên là mình phải cài trước nha bạn ơi. Phải cài tiền ép trước. Để tới khi mình update xong á, mình phải chạy mình cài điểm ép nữa, nó sẽ bị
sau người ta, bạn hiểu không? Là mình sẽ lấy những cái món đồ mới sau người ta đó. Cho nên là bây giờ mình phải cài điểm ép trước nè, đó. Rồi ok chưa, con chùm tiêu diệt được con chùm nè. Rồi còn mấy con quái nhỏ nữa anh em. Mấy con quái nhỏ nữa, đó. Nói chung là cũng bỏ game Black Food cũng lâu các bạn. Lâu lâu vô cài mấy cái này thôi chứ cũng không có đi BB đâu nữa. BB giờ cũng có BB lại ai đó bạn. Bây giờ nó lục nghề lắm mà giờ không có quen tay nữa. Giờ đi bình thường cảm thấy hơi khó khó nữa đó bạn. Đấy. Rồi nói chung là video ngày hôm nay chủ yếu là mình có một cái lời khuyên cho bạn nào mà đang có cái app VIP á, mà mấy bạn đang chơi bằng Fast ID với nha, thì mấy bạn nên cẩn thận nha, mình nói cẩn thận đó, tại vì mình đã bị rồi đó bạn. Mình không biết là sau khi mở update mới thì mình có hết không nữa. Nhưng mà hiện tại giờ mình đang bị không có đăng nhập được á. Rồi nói chung thì clip mình đến hết rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của các bạn á mà xem đến hết clip mình nha. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye.